Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn cho một cái trường hợp như thế này bạn nha. Người phụ nữ đó có đào, nhưng mà con của họ thì không muốn họ ly hôn theo cái luật đời, luật của nhà nước, hiến pháp Việt Nam. Thì trong cái tình huống người phụ nữ này nói rằng hai vợ chồng họ ở hai nhà, ở gần nhau nhưng mà ở hai nhà khác biệt. Thì khoảng thời gian ly thân cũng khoảng được 5 năm rồi các bạn. Thì cô mới nói rằng á là con cô không muốn hai vợ chồng ly hôn. Thì tôi mới hỏi cô là bản thân chị có muốn ly hôn hay không? Thì cô nói và cô khẳng định là cô không còn yêu chồng. Và cô chỉ muốn giữ cái hình ảnh gia đình nó cho con cô thôi. Và cô không muốn làm con cô buồn. Thế nên là cô sẽ làm mọi cách để cho con cô được niềm vui. Thì trong cái tình huống mà chị đã tìm đến với em tư vấn thì em xin chia sẻ với chị như sau. Khi mà lắng nghe cái câu chuyện của chị, em không thấy chị thuyết phục con của chị để con của chị hiểu rằng cái việc mà chị quyết định ly hôn là cái điều tốt đẹp cho chính chị. Thì em muốn hỏi chị là con của chị có thương chị không? Hay là bản thân chị sẽ luôn luôn sống vì con? Và cái mong muốn mà ly hôn á, nó xuất phát từ người đàn ông kia. Vậy thì việc người đàn ông đó đơn phương ly hôn là cái cách mà chị không thể nào gỡ được đúng không? Thì trong mọi tình huống những vị khách hàng tìm đến với tôi á là đa phần họ mong muốn họ quay trở về với chồng, họ yêu thương chồng họ, hoặc là với một hình thức che đậy nào đó họ không muốn thừa nhận rằng họ còn yêu thương chồng, mà họ vịn vào con của họ để làm cái tấm bình phong chứa đựng một tình yêu đầy hận thù và căm tức trong con người của họ. Họ không thoát được cái sự cố chấp của bản thân, nhưng mà họ không muốn thừa nhận cái điều đó. Thì nếu mà hôn nhân của chị vào tôi, mà tôi thực sự là người phụ nữ muốn ly hôn mà con tôi không muốn, thì tôi sẽ có chiêu, có cách, có thức để mà tỉnh thức, làm cho đứa con của tôi nó ngộ. Thì khi mà bạn đang muốn ly hôn, tức là người phụ nữ là vợ không còn yêu chồng và cảm thấy ly hôn là điều cần thiết và tốt cho cả hai, ít ra là tốt cho anh ta vì anh ta không muốn ở gần mình, và mình bị sĩ diện, mình bị tự ái, mình bị chạm vào cái tôi, vì tôi là cái người tốt đẹp thế này mà anh bỏ tôi thì tôi cũng ừ đó. Thì nếu mà mình đã muốn bỏ chồng hoặc là tạo điều kiện tốt cho người ta đạt được cái điều người ta cần là không có mình á, thì tôi nếu là chị, tôi sẽ làm một cái cách. Thay vì nếu mà nói mãi mà con tôi nó không hiểu, và trong cái tình huống này tôi thấy là chị không hề nói, chị không hề thuyết phục con chị, tức là chị không gọi là làm công tác tư tưởng cho con của chị thông, mà chính bản thân chị lại không thông ở cái điểm là chị nói chị không yêu chồng, chị không cần chồng, nhưng con chị cần cha. Mà con chị lớn rồi chứ không phải là một đứa con mà 3 tuổi nó còn nhớ ba. Và nó đã ở xa cha nó một thời gian để cho nó đủ biết rằng ba của nó và mẹ của nó không còn như xưa. Một cái mái ấm ngày xưa của nó không có còn trọn vẹn cha mẹ như cái cách của nó muốn nữa. Nếu mà là tôi thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ mua một cái cây về và tôi sẽ làm cho cây nó chết. Tôi sẽ làm cho cây nó chết. Hoặc là tôi xin một cái cây chết của ai đó, của một cái nhà nào đó. Tôi mang về và hàng ngày tôi rủ đứa con tôi ra tưới. Các bạn có hình dung được cái câu chuyện tôi diễn tả không? Tức là mình mang một cái cây khô ra, mình tưới nước, mình mua phân về, mình bón, mình mua đất về, mình chăm. Ngày nào mình cũng ra tưới cho một cái cây như vậy. Bạn có thể dễ dàng mua được một đóa hoa hồng hoặc là một cái loài cây gì đó mà bạn thích. Rồi bạn không tưới nước là nó sẽ chết thôi. Hoặc là bạn xin một cái cây chết của ai đó mang về nhà mà bạn làm cái hành động giống như tôi. Thì đứa con của bạn nó sẽ hỏi là, ủa, tại sao mẹ cứ tưới hoài cho cái cây nó đã chết rồi? Thì chị phải nói với nó rằng á, mẹ tưới như thế này là cái cây này sẽ sống lại con. Chắc chắn là sẽ sống lại. Thì đứa con của chị
nó không có thể nào mà ngốc đến mức mà nó nói ừ hai mẹ cứ làm vậy đi rồi cây nó sống lại. Vấn đề chính yếu ở đây á là khi mà đứa con nó đã nói với chị là, tại sao chị lại làm như thế, tại sao chị lại làm, chị lại ngốc như thế, chị cứ phải cố chấp như vậy, chị cố chấp đến một mức mà con chị nó phải phát khùng lên, phát tức lên với chị. Nó hỏi mẹ, mẹ mẹ có bị sao không vậy, cái cây này làm sao sống lại được mà mẹ cứ tưới, mẹ cứ chăm nó hoài vậy. Khi mà con chị đã đạt đến một cái đỉnh điểm của cái sự mà tức giận và nghi ngờ về cái hành vi thái độ của chị, thì lúc đó chị mới nói, con thấy đó, đây là cây tình yêu của mẹ này con, nhưng mà nó chết rồi con. Nếu bây giờ con cứ muốn nó sống lại, nó không sống lại. Mà cái người làm những cái hành động cho cái cây nó sống lại, nó rất là mất thời gian, vô bổ, không có giá trị, mà làm cho cái người cố chấp như vậy khổ sở, đúng không? Con thấy mẹ không? Mẹ cố làm cho cái cây này sống lại, mẹ đâu có được vui, mẹ rất là khổ. Vậy con có bao giờ nghĩ đến cái suy nghĩ đó của mẹ hay không? Nếu con thương mẹ, con phải nghĩ cho mẹ, chứ không phải là con mong muốn con có một gia đình để rồi mà con phải làm cho mẹ khổ sở trong cái việc mà tưới một cái cây đã chết. Nó đã hết, nó đã kết thúc, nó đã là thuộc cái dạng game over rồi, phim nó the end rồi, con hiểu không? Chị có bao giờ tận tâm đến cái chuyện như vậy hay không? Hay tâm lý của chị cũng là cái kẻ mà muốn thắng và không muốn cho cái con người thứ ba kia nó cướp được chồng mình, không có muốn người thứ ba sử dụng tiền của mình, bởi vì mình đã gọi là chia tài sản cho chồng quá nhiều. Bây giờ thấy chồng có một người đàn bà khác yêu thương và có vẻ khá hạnh phúc trong cái tình yêu mà anh ta không có được nơi mình, thì cái tâm lý hờn căm tức nó nổi dậy. Mình không giải thoát mình được xung quanh những cái vấn đề mà mình đã từng có nó, nhưng mà mình không hạnh phúc theo cái cách mà người đàn ông đang có, thì cái điều vô tình chung nó lại chứng minh cho chị biết rằng người đàn ông đó không phải là người đàn ông quá tệ với tất cả mọi người đàn bà. Họ chỉ cảm thấy không vui khi sống bên cạnh chị thôi. Và điều đó làm cho chị bị phá vỡ cái tôi, bị tức, và chị ngăn cản mọi cái sự gọi là đến với bất cứ ai của anh ta để chứng minh cho anh ta thấy rằng anh ta sẽ không thoát được chị. Và khi người đàn ông không cảm giác chị yêu anh ta theo cái cách anh ta mong cần có một người đàn bà yêu mình, thì người đàn ông đó sẽ chán ghét những cái đối tượng ngăn cản, cấm đoán, van, năn nỉ, níu kéo mà ở một cái thế trịnh thượng. Đó, em muốn chia sẻ với chị những cái điều như vậy. Không phải cái ca cấp cứu nào cũng có thể cứu được người. Nên cái ca này của chị đến với em thừa nhận là em không cứu được. Và không biết ở nơi nào đó có một ai đó giỏi hơn, đủ tài năng hơn, thì chị hãy tìm đến với họ, để có thể là họ sẽ làm được cái điều kỳ diệu cho chị. Thì đó là những cái tình huống mà muốn chia sẻ cùng với chị. Người phụ nữ hạnh phúc thật sự là người phụ nữ có thể có sức mạnh buông bỏ một cách nhẹ nhàng, giống như một lực sĩ cử tạ. Cái độ khó của cái việc nâng tạ và hạ tạ xuống nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ là người lực sĩ đó có thể buông nó xuống một cách nhẹ nhàng. Đó mới là người có sức mạnh. Còn khi mà chúng ta nắm cái gì khư khư trong tay ấy, thì chỉ thể hiện chúng ta là cái người yếu đuối, cố chấp, lệ thuộc và đang đuổi theo những cái sự khổ đau của chính mình. Nếu mà chị làm một điều gì đó mà chị thấy tâm mình thanh thản bình yên thì đó chính là chân lý. Vì chúng ta đau khổ bởi vì sao? Bởi lẽ chúng ta đeo đuổi theo những thứ sai lầm. Vì sai lầm trong tình yêu, vì sai lầm trong nhận thức, vì sai lầm trong cách giữ chồng, vì sai lầm trong cách níu kéo mà chúng ta khổ đau. Còn nếu làm đúng cách chúng ta sẽ không khổ đau. Rất là cảm ơn và trân trọng mọi nhân duyên các bạn đã tìm đến. Nhưng mà không phải ca nào cũng sẽ là một ca có thể hồi sinh được hạnh phúc. Không phải là ca nào cũng sẽ là một cái ca mà làm cho người chết sống dậy. Không phải ca nào cũng có thể làm cho một cái cây mà nó có rất là nhiều cái dấu hiệu gọi là chết đi mà có thể tỉnh lại được. Bạn nhé. Nên là đừng kỳ vọng vào cái sự hồi sinh của một cái cây mà nó không có khả năng hồi sinh nữa. Rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống khó của các bạn.
Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà tư vấn cũng đem đến cho bạn những kết quả mà bạn mong đợi. Xin chào và rất trân trọng.